là phần mà tất cả các chị em phụ nữ chúng ta đều phải đối mặt khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da cho riêng mình. Bởi vì hầu hết tất cả các sản phẩm dù là đến từ các thương hiệu nổi tiếng thì đều có độc tố. Và bạn biết không, độc tố nếu mà ngấm vào cơ thể trực tiếp qua da thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta ăn nó vào. Chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh đại diện thương hiệu của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng rất rực rỡ, tràn đầy sức sống, xinh đẹp và căng mọng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Tổ chức An toàn và Sức khỏe của Mỹ cho thấy hơn 900 các chất được sử dụng trong các loại mỹ phẩm và chăm sóc da dành cho phụ nữ thì đều là độc tố. Và Anna thì cũng giống như các bạn, Anna cũng không thể cưỡng lại được cái sự mời gọi của những cái sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, để mà hạn chế tối đa cái tác hại của các độc tố đó tới sức khỏe và cơ thể của mình, cũng như biết cách trẻ hóa làn da thực sự thì nó đến từ bên trong. Chính vì vậy mà chúng ta phải có những cái lựa chọn khôn ngoan. Và đây sẽ là ba cái mẹo nhỏ để giúp các bạn sở hữu được một bộ sản phẩm chăm sóc da bên ngoài phù hợp với mục tiêu trẻ hóa nhé. Yếu tố đầu tiên, bạn cần phải tối thiểu hóa cái bộ sản phẩm chăm sóc da của mình. Thực chất bạn không cần một bộ gồm mấy chục sản phẩm đâu, mà bạn chỉ cần một chai sữa rửa mặt, một chai nước hoa hồng, một chai tẩy tế bào chết và một chai tẩy trang. Sau đó bạn cần một sản phẩm dưỡng ẩm và một sản phẩm kem chống nắng có màu. Nguyên tắc số 2, hãy hạn chế những cái sản phẩm make up tạo nền basic. Bởi vì là những sản phẩm đó thì thường có những chất làm mịn, những chất đó nó không tốt cho tế bào da, thậm chí còn gây bít tắc lỗ chân lông. Hãy nhớ rằng khi làn da của chúng ta đã đẹp rồi thì chỉ cần thoa thêm một chút son trông đã tươi tắn lắm rồi. Nguyên tắc thứ 3, bạn hãy chọn những sản phẩm organic. Thậm chí bạn có thể tự làm những cái hỗn hợp để tẩy trang hay tẩy tế bào chết cho da mặt và vùng da toàn bộ cơ thể. Bạn hãy ghi nhớ rằng chăm sóc da 80% là đến từ bên trong, đến từ chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý. Các biện pháp chăm sóc bên ngoài, dù bạn có kỳ công sử dụng những máy móc công nghệ cao để xử lý đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giải quyết được 20% tổng hiệu quả của quá trình chăm sóc da mà thôi. Hãy dành nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề gốc rễ bên trong cơ thể, đồng thời để việc chăm sóc da bên ngoài trở về đúng với vai trò của nó là bảo vệ và làm sạch. Với vai trò bảo vệ, bạn chỉ cần lưu ý luôn luôn sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi bạn ở trong nhà, để giúp làn da chống lại được tác động của tia UV nhé. Bạn hãy từ bỏ phấn lót, phấn phủ, kem nền trong 3 tháng, bạn sẽ thấy làn da của mình tái sinh và rất mịn màng, căng bóng. Cơ thể chúng ta đối mặt với độc tố ở khắp mọi nơi, từ khói bụi ô nhiễm đến thức ăn và đồ uống chúng ta hấp thu hàng ngày. Những độc tố này tích tụ lại bên trong cơ thể, chúng được hấp thụ ngược trở vào dòng máu và gây ra tất cả những cái tác động rất tệ đối với sức khỏe của con người. Chính vì vậy, chúng ta cần điều chỉnh chế độ ăn uống để hạn chế tối đa lượng độc tố đưa vào cơ thể và thường xuyên sử dụng các phương pháp để thanh lọc cơ thể nhằm hỗ trợ cơ thể loại bỏ chủ động các độc tố này ra bên ngoài. Chúng ta hãy cùng nhau đến với 4 phương pháp thanh lọc cơ thể đơn giản, dễ thực hiện ngay sau đây nhé. Phương pháp đầu tiên, bạn có thể thực hiện thanh lọc cơ thể qua da. Bạn hãy dùng 2 thìa muối biển pha với nước ấm, ngâm trong 20 phút, sau đó thoa hỗn hợp này lên da, massage đều và tắm cùng với hỗn hợp này. Các khoáng chất trong muối biển như đồng hay sunfat sẽ giúp các bạn đào thải độc tố có ở trên da, đồng thời sẽ giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng và có giấc ngủ ngon. Phương pháp thứ hai, đào thải độc tố qua toát mồ hôi. Bạn biết không, có rất nhiều loại độc tố của cơ thể có thể được đào thải ra bên ngoài qua đường mồ hôi, và bạn hãy định kỳ đi xông hơi một tuần một lần để hỗ trợ cơ thể thực hiện chức năng đào thải độc tố này nhé. Nếu bạn không có điều kiện để đi xông hơi hoặc sợ việc xông hơi sẽ làm ảnh hưởng đến làn da của mình thì bạn có thể thay thế xông hơi bằng việc luyện tập thể dục thể thao. Phương pháp thứ 3, làm sạch hệ tiêu hóa trên bằng hỗn hợp các loại nước detox hay bằng nước chanh mật ong.
uống một ly nước ấm có thêm một thìa mật ong và vài giọt chanh vào lúc sáng sớm ngay sau khi thức dậy sẽ giúp bạn làm sạch hệ tiêu hóa trên, đồng thời giúp bạn chữa lành các cái tổn thương gây ra trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Tôi đã áp dụng phương pháp này rất nhiều năm cho bản thân tôi và con trai của tôi. Tôi tin vào nguyên tắc làm sạch đã chiếm đến 70% kết quả của bất kể một quá trình chăm sóc nào, bởi vì ngay sau khi cơ thể được sạch sẽ, nó mới có thể hấp thu được tốt nhất những dưỡng chất mà chúng ta đưa vào cho các tế bào. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia quá trình detox, thanh lọc cơ thể kéo dài từ 1 cho đến 3 ngày bằng các loại hỗn hợp rau củ thực sự hiệu quả. Cuối cùng, thanh lọc cơ thể bằng phương pháp detox cho đại tràng. Bạn hãy hình dung nếu như răng miệng của con trẻ mà không được vệ sinh mỗi ngày thì chỉ sau vài ngày đã có những hiện tượng lên men thối. Vậy mà đại tràng của chúng ta nó đã giúp chúng ta sống được 30 năm, 40 năm, thậm chí là 50, 60 năm. Nhưng mà chúng ta lại chưa một lần nghĩ đến việc làm sạch chủ động cho đại tràng. Đại tràng chính là bãi rác của cơ thể, nơi tích tụ tất cả những loại tạp chất, những loại cặn bã, những độc tố được sinh ra trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Những cặn bã này sẽ được tống đẩy ra bên ngoài một phần. Tuy nhiên, do không có phương pháp nào để có thể làm sạch chủ động cho đại tràng, thế nên những độc tố này vẫn tiếp tục tồn tại bên trong cơ thể. Chúng sẽ bám vào thành của đại tràng, gây ra những cái bệnh liên quan đến đại tràng. Đồng thời, chúng sẽ hấp thụ ngược vào dòng máu, gây ra những bệnh nghiêm trọng cho cơ thể con người. Xin chúc mừng bạn nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe đến khái niệm về detox thanh lọc cho đại tràng. Bởi vì trong suốt những năm sinh sống vừa qua, bạn đã chưa từng nghĩ đến việc làm sạch cho nó. Và đây có lẽ là thời điểm mà bạn có thể bắt đầu để thực hiện việc làm sạch triệt để hơn cho cơ thể chúng ta. Hiện nay trên thị trường có bán những bộ kit để bạn có thể thanh lọc cho đại tràng tại nhà, hoặc bạn có thể search Google ra từ khóa thủy liệu pháp đại tràng để có thể nhờ đến những cái công nghệ cao cấp hơn với máy móc thiết bị từ Mỹ và Canada giúp bạn có thể thanh lọc những cái cặn bã đang bám ở trong đại tràng của mình. Bạn hãy duy trì việc detox cho đại tràng cứ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm để có thể sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật và trẻ trung nhé. Và đến với phần này, Anna sẽ cung cấp cho các bạn một cái nguyên tắc để việc tập luyện có thể hỗ trợ tối đa cho mục tiêu trẻ hóa cơ thể. Trước tiên, việc tập luyện sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chuẩn fit, loại bỏ được mỡ thừa và khiến chúng ta tràn đầy năng lượng. Đương nhiên thì một cơ thể chuẩn fit và năng động trông sẽ trẻ trung hơn là một cơ thể uể oải và có nhiều mỡ dư thừa, đúng không ạ? Hơn nữa, việc tập luyện sẽ giúp cho cơ thể sản sinh ra testosterone và đây chính là hormone tạo ra sự săn chắc cho cơ bắp của chúng ta. Các bạn đừng nhầm tưởng chỉ có đàn ông mới cần testosterone nhé, mà phụ nữ cũng rất cần testosterone. Testosterone không những chỉ quy định sức mạnh cơ bắp mà nó còn là nhân tố thúc đẩy ham muốn tình dục ở phụ nữ đấy. Tiếp theo, việc tập luyện sẽ khiến cho ngôn ngữ cơ thể linh hoạt hơn, sự phối hợp của cơ thể nhịp nhàng hơn và từ đó có những tác động tích cực đến tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Việc tập luyện cũng sẽ giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng và hạn chế được những bệnh liên quan đến hệ thần kinh và trầm cảm. Một tâm hồn đẹp thì thường cư ngụ ở trong một cơ thể khỏe mạnh. Cuối cùng, quan trọng nhất đối với mục tiêu trẻ hóa, việc tập luyện sẽ giúp cho các quá trình lưu thông ở trong cơ thể diễn ra trơn tru, từ những quá trình đào thải độc tố đến những quá trình trao đổi khí, đến những quá trình vận chuyển dinh dưỡng và các quá trình liên quan đến hệ thần kinh. Từ đó, tế bào nhận được những dưỡng chất quan trọng và đào thải được những chất cặn bã ra bên ngoài. Tế bào sẽ khỏe mạnh và đó là cội nguồn của trẻ hóa cơ thể, của làn da căng bóng, của hệ miễn dịch tốt và của sức trẻ căng tràn. Vậy việc của bạn là gì? Là hãy tìm cho mình những bộ môn thể dục phù hợp, hãy duy trì đều đặn khoảng 4 lần trong một tuần và bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ nét đến từ một cơ thể trẻ trung, săn chắc và giàu năng lượng. Bạn biết không, niềm vui tận hưởng cuộc sống là nhân tố trẻ hóa mãnh liệt nhất mà bạn có thể sử dụng để sống trong một trải nghiệm gọi là cuộc đời. Sự thật thì chúng ta vẫn già đi mỗi ngày.
việc chúng ta có thể làm là chấp nhận điều đó, đồng thời có những tác động hợp lý để giữ cho diện mạo trẻ trung và cơ thể khỏe mạnh. Anna xin được đề xướng 3 điều sau nhé. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị cho mình một bữa sáng giàu năng lượng. Hãy dành cho mình 15 phút mỗi ngày ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Hãy bật những bài nhạc tạo động lực, hãy nghĩ về những điều vui vẻ, những điều tích cực. Hãy hình dung mình là ai trong tương lai, hãy nhìn ngắm và cảm nhận đích đến của mình. Hãy luyện tập cho tâm trí của bạn tràn ngập những điều đó. Nó giống như một ly sinh tố cực mạnh cho tâm trí vậy. Nó sẽ giúp định hướng các suy nghĩ trong ngày, khởi nguồn của suy nghĩ tích cực, điều vô cùng cần thiết trong trẻ hóa. Điều thứ hai, bạn hãy thiền thường xuyên. Thiền là quá trình mà chúng ta sẽ bỏ qua thế giới bên ngoài, quay trở lại vào bên trong chính tâm trí của mình, trò chuyện và trao đổi với chính tâm trí của mình. Trong quá trình thiền, các nỗi đau sẽ được hàn gắn, giải tỏa các căng thẳng và giúp chúng ta tha thứ cho chính bản thân mình. Và kết quả là da chúng ta sẽ sáng hơn, chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, tinh thần của chúng ta sẽ tốt hơn. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard thì những người thiền thường xuyên có nhiều gen chống chọi lại với bệnh tật, tức là có một hệ miễn dịch tốt hơn so với những người còn lại. Và điều thứ ba, điều cuối cùng là một thái độ luôn sẵn sàng hành động. Hãy sống và tận hưởng cuộc sống. Hãy tạo ra một danh sách những việc cần phải hoàn thành trong đời và dành thời gian để thực hiện nó. Hãy làm tất cả những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và bình an. Hãy biết ơn, hãy nói lời cảm ơn với những người đã đến và cả những người đã ra đi khỏi cuộc đời của bạn. Thực chất thì không phải cái gọi là hạnh phúc khiến chúng ta trở nên vĩ đại, mà chính lòng biết ơn khiến chúng ta trở nên hạnh phúc. Hãy khám phá những điều mới mẻ, hãy dừng việc nhìn cuộc đời này theo cách trầm trọng hóa. Đâu là đam mê của bạn, đâu là những việc khiến trái tim bạn nhảy múa và ca hát. Hãy viết ra những việc lớn, viết ra những việc nhỏ và tuần tự thực hiện chúng. Hãy tạo ra những gì mình mong muốn vì điều đó khiến bạn hạnh phúc. Hãy tận hưởng hành trình của mình, bởi lẽ chúng ta không thể có một đích đến hạnh phúc nếu có một hành trình không hạnh phúc. Thành công thực sự không phải là bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, có bao nhiêu nhà đẹp, có bao nhiêu xe sang. Thành công thực sự là bao nhiêu niềm vui bạn tận hưởng được trong cuộc sống này. Và niềm vui tận hưởng cuộc sống chính là nhân tố trẻ hóa mãnh liệt nhất. Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình Phương thức trẻ hóa cơ thể tự nhiên. Bạn đã có tất cả những bí quyết trong tay. Hãy thực hành nó trong 30 ngày để bạn cảm nhận được kết quả. Và trong 90 ngày để tất cả mọi người nhìn thấy kết quả của bạn, bạn sẽ trẻ trung hơn từ 5 cho đến 10 tuổi. Tôi làm được và bạn cũng sẽ làm được. Hãy thường xuyên theo dõi kênh For Youth để Anna có thể đồng hành cùng bạn trong quá trình thực hành phương thức trẻ hóa cơ thể tự nhiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!